Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì đang xử lý lại cái thẻ. Cái thẻ này là cái thẻ đeo hội trại hoặc là mấy cái thẻ đeo mấy cái tổ chức hội thi gì đó. Tức là mình sẽ thiết kế cho file cho khách hàng, rồi mình dựa trên cái kích thước. Thì cái này là mình in trên máy 830DN, máy laser. Những cái video trước mình đã review cho tất cả các bạn và các anh chị rồi. Thì về cái chất lượng của máy này thì mình khỏi nói. Thứ nhất là các bạn sẽ thấy nè, cái màu sắc thì rất là đẹp. Màu sắc thì rất là đẹp. Thì đối với một số bạn hay hỏi mình là in như thế nào để không có bị lợp ở trên cái file in. Chính thức là in hai mặt làm sao để cho nó khỏi bị lợp. Thì đối với về file in á, thì khi mình thiết kế ra xong thì mình in trên máy, thì kể cả máy in phun hay là máy in laser, thì bắt buộc các bạn và các anh chị phải in test một cái bản đầu tiên để chúng ta coi thử cái mức độ lợp như thế nào. Thì về nguyên nhân lợp thì theo mình thì nó có hai nguyên nhân là chủ yếu. Cái nguyên nhân thứ nhất là do cái máy in của tất cả các bạn và các anh chị, tức là cái dàn cơ mà cuốn giấy nó bị có vấn đề, hoặc là nó bị mòn hoặc nó bị yếu. Đa số thì chúng ta đang in, khi mình đối với in làm những cái loại thẻ như thế này thì chúng ta sẽ in trên những cái loại giấy cứng. Thì giấy cứng ở đây có là giấy for 250, giấy cốt C định lượng 230, 250 và 300, và giấy in ảnh định lượng 300, 230, 230. Thì đó là những loại giấy dày. Nếu mà những cái dàn cơ của mấy của bạn chị hoặc là những cái lưu lô cuốn giấy mà đi bị mòn có vấn đề gì đó, thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ cuốn nó không có tốt và nó sẽ gây ra hiện tượng lợp. Thì cái đó để khắc phục thì các anh chị phải thay, nếu các anh chị biết, hoặc là các anh chị phải gửi vào cái tiệm bán máy hoặc là cái công ty mà bán máy cho các anh chị phải kêu họ thay và sửa lại thì có thể khắc phục được tình trạng đó. Vậy nguyên nhân thứ hai bị lợp là các anh chị có thể là các anh chị sử dụng trên cái loại giấy, thì các anh chị biết là chỉ có giấy mà giấy in ảnh, cái giấy mà in ảnh mà dùng để mà dùng trong bậc in phun á, thì cái giấy đó là tương đối là tỷ lệ chính xác rất là cao. Tại vì mình cái đó là giống như nó cắt theo cái kích thước của cái máy vậy. Như máy cắt tự động thì nó sẽ kích thước nó cao hơn và nó sẽ không bị lệch, không bị méo. Thì chỉ có loại giấy in ảnh là nó hơi chuẩn. Còn đối với loại giấy 20 thế này, for 230, giấy cốt C định lượng, tất cả các định lượng, thì đôi khi các anh chị lấy những cái đợt hàng thì cái đầu giấy nó thẳng hoặc là nó đúng kích thước, còn đôi khi các anh chị sẽ thấy là cái đầu giấy nó bị méo và kích thước nó không có chuẩn. Có thể là nó bị kích thước nó cao hơn, nó dài hơn, nó to hơn, hoặc là kích thước nó nhỏ hơn hoặc là ngắn hơn. Thì đối với cái giấy ấy, thì khi các anh chị về để khắc phục được cái tình trạng đó, thì các anh chị thứ nhất, nếu mà các anh chị xuyên thì các anh chị phải lấy cái thước, các anh chị đo lại cái thước giấy coi thử nó đúng hay chưa, nó đúng hay chưa. Rồi thứ hai nữa là coi những cái đầu giấy nó có thẳng hay chưa. Tại vì khi mà cái đầu giấy, có thể các anh chị thấy là những cái đầu giấy cắt thì thông thường nó hơi bị méo một chút, ít có khi nào mà nó chuẩn khổ lắm. Do đó nếu mà các anh chị kỹ thì chúng ta phải thực hiện theo cái thao tác đó. Còn nếu mà các anh chị mà không kỹ, bỏ qua cái thao tác đó, thì các anh chị tốt nhất là các anh chị phải bỏ vào, các anh chị in test một bản. Rồi sau đó các anh chị sẽ coi cái mức độ lợt nó như thế nào. Rồi sau đó các anh chị sẽ xem cái độ lợt ở trên cái tờ giấy ấy, nó lợt về phải hay là về trái, thì chúng ta sẽ bắt đầu canh chỉnh ở trên máy, tức là canh chỉnh trên máy. Ví dụ cái file thiết kế trên cái màn hình đây, trên cái file đây, thì chúng ta có thể lợt qua phải hoặc lợt qua trái, lên trên hoặc xuống dưới, làm sao mà các anh chị thấy cái bản định nó đã ok rồi thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành canh hình một. Đó là cái cách in thủ công. Thì đối với khi mà in giấy dày thì chắc chắn là chúng ta chỉ còn một cách là canh như vậy thôi. Kể cả các bạn sẽ để ý là nếu mà trong những công ty in lớn, in sửa sắp xếp, thì những cái dàn máy của họ là bắt giấy rất là chuẩn, nó dạng như bắt hút thì nó rất là chuẩn rồi, thì bắt buộc cũng phải chạy ra khoảng mấy tờ đầu để người ta canh sao cho cái bản in đó, nó tất cả các bạn nó không canh đều chồng với nhau rồi người ta mới tiến hành được hàng loạt. Thì mình ở đây một dịch vụ, thì khi mà cái máy nó bị có vấn đề gì đó, hoặc là bản cái tờ giấy nó có vấn đề gì đó, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải canh lợp từ từ, rồi sau đó chúng ta mới chuẩn được. Chứ còn mình ở đây hồi đó giờ mình cũng chưa thấy là
một cái máy nào mà nó bắt một cái độ chính xác mà hai mặt là nó chính được ha. Nhưng mà đã nói thì nó phụ thuộc vào giấy và cái độ lưu lô của giấy ha. Còn đối với những cái thẻ như thế này, khi mà các anh chị in ra xong thì các anh chị nên, khi mà trong quá trình thiết kế file thì các anh chị nên ăn gian một chút. Ăn gian là sao? Tức là đây là một cái file mà mình dàn trên một tờ A4 là 8 con nha, 8 con trên tờ A4. Rồi sau đó các anh chị sẽ lấy một cái file, một cái kích thước này nè, chúng ta sẽ bóp nhỏ hơn lại một chút để khi mà mình in ra xong thì nó không bị mắc lề nhiều quá. Trong quá trình thiết kế thì chúng ta ăn gian cái phần nội dung. Thứ nhất là phần nội dung đây nè, các anh chị phải bóp sâu hơn vô đây một chút. Tại vì khi mà trong quá trình in lợt, ví dụ như đây nè, trong quá trình in lợt như thế này, đây là cái mặt một, đúng không? Cái mặt một khi mình cắt ra xong thì một cái phương hướng chuẩn của mặt một, thì mặt hai cắt ra thì các bạn sẽ thấy, anh chị ở đây sẽ thấy nè, nó còn dư một khúc như vậy, nó còn dư một khúc như vậy. Mục đích của việc thiết kế, mình thiết kế ăn gian vào thì khi mà mình cắt cái mặt này, khi mình cắt chuẩn nha, bây giờ mình sẽ cắt chuẩn cho các, mình sẽ cắt tỉ lại cho các anh chị thấy. Đây, này, cắt tỉ lại thì nó cũng sẽ không có phạm vào trong cái chữ này. Đó, tức là mình sẽ thiết kế dư ra hoặc là mình sẽ bóp chữ nhỏ lại. Đó, như thế này. Thì cái này là mình in trên cái máy 80DN ha. Thì cái máy này ở bên chỗ phần anh Hiếu, anh có bán đó, các anh chị nào mà muốn tìm hiểu thì các anh chị cứ gọi vào số của anh Hiếu. Hoặc là nếu chưa có số anh Hiếu thì cứ để lại phần comment dưới, mình sẽ cho các bạn số, các bạn sẽ tìm hiểu. Thì mình thấy cái máy này in rất là ok, màu rất là sáng nha các anh chị. Ngày màu rất là sáng, màu đỏ, màu xanh ra màu xanh. Nói chung là khá là chuẩn và tốc độ in cũng khá là nhanh. Đối với các bạn nào mà cái dịch vụ mà làm có thêm tiệc cưới á, tiệc cưới thì mình nghĩ lấy cái máy này là rất là ok, tại vì nó in cũng khá là nhanh. Một ngày có thể, nếu các bạn có chừng 2-3 cái bộ tiệc cưới thì chúng ta sẽ xử lý trong vòng khoảng một buổi thôi là chúng ta đã xong rồi. Rồi đối với kích thước thẻ đeo như thế này, thứ nhất là mình nghĩ là các bạn nên đeo, mình nên làm kích thước như thế này ha, tức là một tờ từ 8 con. Đáng chi để khi mà các bạn dùng cái miếng ép nhựa này, đây là những cái miếng ép nhựa của cái bằng lái xe, cái cà vẹt xe á, các bạn cứ ra cái chỗ bán nó là cái miếng ép nhựa cứng, cái khổ của cà vẹt xe là người ta sẽ lấy ra cho các bạn cái kích thước của nó đây nè. Đây, kích thước của nó đây nè, các anh chị thấy kích thước chưa? Khi mình thiết kế cho các bạn như thế này, sau khi mà các bạn bỏ vào như thế này, chúng ta ép để chúng ta làm cái dây đeo thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ dư cho một phần khúc ở đây. À, một đoạn khúc đây, thì sau khi chúng ta làm xong, chúng ta dùng cái kềm bấm lỗ, chúng ta bấm trên đây một lỗ thì nó nằm sẽ mép ở đây thôi, nó nằm ở mép đây thì dù cho nó phạm vô đây một chút thì nó cũng không ăn được chữ ha. Từ do đó trong phần thiết kế này mà đã nói rồi, mình sẽ ăn gian một chút, mình sẽ bóp nhỏ chữ một chút. Thì khi đó, sau đó các anh chị ra mua sợi dây, chúng ta sợi dây có chấu, chúng ta đục lỗ xong chúng ta bỏ về, chúng ta ép ra là chúng ta thành một cái thẻ. Và cái thẻ kích thước kẻ cỡ này là nó đã chuẩn rồi, mình thấy nó đeo nó không có vướng. Còn đối với một số các anh chị lúc trước hay mình hay cũng có khách hàng họ đòi hỏi là làm những cái thẻ lớn thì là vẫn được, thì mình cũng áp dụng những phương thức để mà làm, nhưng mà con cái là cái thẻ lớn á, khi mà bỏ vô thì nó đeo nó chán ngán hơn, nhưng mình phải có cái cách tư vấn cho khách hàng làm sao để cho nó cái thẻ nó vừa thôi đó. Nhưng mà điều quan trọng là cái vấn đề là cái cành lệch của các anh chị phải bóp nhỏ cái file thiết kế lại ha, file giữ lại, rồi chúng ta sẽ cành lệch như thế này. Cái máy nào nó cũng vẫn có cái mức độ lệch của nó, không bao giờ mà chính xác 100%, trừ trường hợp các anh chị in ở cái mức độ giấy mỏng thì nó sẽ bắt giấy độ chính xác cao và độ chuẩn 100%. Do đó là trong kể cả những cái máy nào nó cũng vậy, theo mình thấy những cái máy nào nó cũng vậy, trừ trường hợp mà đối với những cái dòng lớn, đối với những cái dòng máy in nhanh mà những dòng lớn á, những cái dòng máy in màu mà lớn thì nó giống như là bán công nghiệp vậy, thì mình nghĩ nó sẽ bắt giấy chuẩn xác. Chứ còn đối với những cái bạn mà sử dụng đây máy in vuông như dòng L8 đồ là tất cả cái máy in vuông, như lại kể cả máy là V80DN, nếu đó số lượng định lượng dày bắt buộc nó phải có lệch. Cái điều quan trọng là chúng ta làm sao chúng ta phải thiết kế một cái file, chúng ta biết canh file, chúng ta phải biết ăn gian những cái khoảng trống để chúng ta ví dụ như cắt nó lệch nhưng mà nó không có phạm vào trong cái phần chữ, và để phần chữ khi mà cắt xong dưới này, cắt lệch xong hết, các bạn sẽ vẫn thấy đảm bảo được các nội dung của chúng ta mà nó không bị lọt ha. Rồi đó là một số cái một chút cái kinh nghiệm muốn chia sẻ ở cái video này cho tất cả các bạn về cách canh lệch in sao và cách chỉnh như thế nào đó. Thì trong cái video mình đã nói rồi, mình hy vọng là tất cả các bạn sẽ vận dụng được vào trong cái công việc của mình ha.
Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Nếu các bạn và các anh chị cảm thấy video nó có hữu ích thì các anh chị đừng quên bấm like, share để mọi người cùng theo dõi. Và nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Badu Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển hơn, mình có thêm những cái động lực để mình ra những cái kinh chia sẻ những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn, xử lý một số cái kỹ thuật in hoặc là sửa chữa một số cái lỗi của máy photo in ha. Rồi xin chúc tất cả các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng đắt khách và thành công trong công việc của mình. Bye bye.